Huyền Linh và bà xã ngày xưa, nàng như hoa hậu, chàng là tài tử. Gia đình Quyền Linh Dạ Thảo hiện tại nhận được rất nhiều sự quan tâm yêu thích của công chúng. Mới đây, vô tình những tấm ảnh đám cưới của cả hai vào thời điểm 17 năm trước được khán giả đào lại. Theo đó có thể thấy, ngày vui của cặp đôi được tổ chức khá là thân mật ấm cúng. Thế nhưng điều mà khán giả chú ý nhất lại chính là dung mạo thời trẻ của bà xã nam MC, người đẹp sở hữu gương mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt đen to cùng sóng mũi dọc dừa. Phía dưới phần bình luận thì không ít lời dành khen ngợi nhan sắc của cô, chẳng kém cạnh hoa hậu thời điểm ấy. Được biết, bà xã Quyền Linh vốn xuất thân từ gia đình khó khăn. Ngày còn trẻ, cô cũng từng bươn trải nhiều nghề để có thêm thu nhập. Cô đã bước qua khoảng thời gian sinh viên cơ cực nhưng rất là đáng nhớ. Thời điểm ấy, Dạ Thảo chỉ tập trung cho công việc, không quan tâm đến chuyện yêu đương. Chỉ đến khi thăng tiến, sự nghiệp ổn định đã thì cô mới tính đến việc yên bề gia thất. Nếu Dạ Thảo được ví như hoa hậu, thì ông xã Quyền Linh lại được khen là đẹp trai như tài tử, cực kỳ phong độ. Ngắm nhìn những bức ảnh thời còn trẻ của nam diễn viên sẽ không lạ khi có nhiều khán giả thầm thương trộm nhớ với vai rùa cả bố cả mẹ đều thuộc hàng cực phẩm như thế này. Chẳng hề khó hiểu khi hai ái nữ lọ lem và hạt rẻ lại xinh đẹp như thiên thần. Có thể thấy, thời điểm còn trẻ, Quyền Linh có vẻ ngoài cực kỳ bắt sáng, cùng đôi chân mày rậm và ánh nhìn thu hút. Ngoài ra, chiếc mũi cao cùng nụ cười rạng rỡ trong thời điểm ấy cũng khiến không ít khán giả trầm trồ. Với tuổi trẻ huy hoàng và rực rỡ, có thể nói nam danh hài luôn nằm trong top những gương mặt điển trai. Thời điểm hiện tại thì gia đình Quyền Linh Dạ Thảo nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Cả hai thường xuyên đăng tải những khung ảnh hạnh phúc, đơn giản bình dị để chia sẻ cùng khán giả. Dù có cuộc sống khấm khá, mức thu nhập cao, nhưng cặp đôi vẫn giữ nếp sống nhẹ nhàng. Điều này cũng định hình xây dựng tính cách hai con gái đều khiêm nhường giống bố mẹ. Đã có một thời thanh xuân rực rỡ, nhan sắc khiến nhiều người trầm trồ, nên không hề khó hiểu khi hiện tại hai cô gái lọ lem hạt rẻ đều xinh xắn như thiên thần. Bạn nghĩ thế nào về gia đình này? Hãy để lại bình luận và cập nhật tin tức mới nhất về Sao Việt tại Thấu Radio nhé!